em chúng tôi lại cùng nhau đi di chuyển quãng đường 20 km để đến tới địa phận Nho Quan, tỉnh Ninh Bình để vẽ một bức tranh khá là to các bạn ạ, một bức tranh rất là đặc biệt. Bây giờ mời các bạn sẽ cùng mình đi đến công trình để trải nghiệm cùng mình xem là bức tranh này có những gì đặc biệt các bạn nhé. Mời các bạn đi theo mình. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay năm anh em trên một chiếc xe tăng lại cùng nhau đi di chuyển cái quãng đường 20 km để đến với địa phận Nho Quan, tỉnh Ninh Bình với một bức tranh cực kỳ là lớn, khoảng 7m² các bạn ạ. Ở quê mà vẽ được bức tranh 7m² thì cực kỳ là đặc biệt rồi, là rất ít nhà vẽ được cái bức tranh mà to cỡ này. Thì nhân cái cơ hội có bức tranh to, mình muốn ghi hình lại một số các video mà rất là cần thiết, bổ ích cho những bạn mà mới vào nghề vẽ. Thì mình sẽ chia sẻ một số các cái phần kỹ thuật mà nó cơ bản nhất, mà nó cần thiết nhất trong một bức tranh, để chúng ta cùng trải nghiệm, học tập, đúc rút kinh nghiệm để tạo nên cái lối vẽ mà nó vừa đẹp, vừa nhanh và vừa thu hút được thị hiếu của khách hàng. Với cái tình hình dịch bệnh Covid hiện nay rất là phức tạp các bạn ạ. Chúng ta đi làm phải hết sức là cẩn thận và lưu ý luôn luôn phải đảm bảo an toàn cho mình. Như năm anh em mình lúc nào cũng phải chuẩn bị nước này, rồi những thực phẩm khô, bánh để ăn nhẹ khi mà phải ở qua buổi trưa. Không dám ra cửa hàng ăn các bạn ạ. Toàn phải ăn những cái đồ nhẹ để cầm cự qua ngày mới về đến nhà mới thoải mái. Thì hôm qua năm anh em có một cuộc hẹn vẽ tranh tại Hải Phòng. Tuy nhiên là đi đến địa phận Hải Dương là mình phải quay về. Lý do là bây giờ nhà nước yêu cầu bắt buộc chúng ta phải xét nghiệm PCR thì chúng ta mới đủ điều kiện để đi lưu thông giữa các tỉnh này tỉnh kia. Chia sẻ cho các bạn chưa biết để tránh trường hợp phải đi mất thời gian như mình ngày hôm qua. Chào tất cả mọi người, chúng ta đang đến địa điểm vẽ tranh rồi các bạn ạ. Mời các bạn đi vào. Chào ông ạ. Chào chào ông. Nay xuống hơi muộn tí không ạ? Trước mặt là bức tranh này. Đang khá là rộng. Đang thi công rồi. Nền rồi, phát hình và đi nền rồi, và hôm nay sẽ đi vào phần chi tiết. Các bạn quan sát thấy trên bức tranh này là có cái phần núi đằng xa mình chưa đi nền xong. Đấy là mình đang cố tình để lại để dành cho ngày hôm nay. Mình sẽ ghi hình và làm các bước vẽ cái hình ảnh núi ở xa để cho mọi người cùng quan sát và cùng trải nghiệm. Bây giờ mời các bạn cùng quan sát nhé. Chia sẻ với mọi người là cái hình ảnh núi đằng xa mình vẽ phải yêu cầu là nó phải mờ gần theo quy luật xa gần, gần tỏ xa mờ, hay nói kỹ hơn là gần to và rõ, xa nhỏ và mờ. Thì cứ theo quy luật của thị giác này là chúng ta thể hiện ở trên bức tranh là sẽ chắc chắn là đẹp. Và các bạn phải lưu ý cái gam màu tổng thể, cái bầu trời chúng ta đang ở cái màu xanh trong tươi xanh này, thì cái quả núi ở phía xa chúng ta cũng cái màu tương đồng, cái hình ảnh quả núi màu tương đồng đi nền màu xanh tím. Rồi,
ông. Mời ông cùng ngắm tranh của cháu ông nhá. Vâng. Cháu đang thì ghi hình để chia sẻ cho các bạn ở xa mới học vẽ ông ạ. Để cùng trải nghiệm, cùng học tập. Tức là ở xa lúc nào nó phải hòa vào núi ấy nhỉ? Hòa vào trời. Hòa vào trời đúng rồi. Các cái hình ảnh từ xa đến gần là đều phải có sự hòa sắc vào nhau thì nó mới cùng trong một cái khối tổng thể bức tranh. Dù là núi chúng ta nhìn thấy nó là màu xanh nhưng trong đó ta phải hòa sắc đầy đủ các màu xanh đỏ tím vàng cho nó để nó hòa sắc tự nhiên. Đấy, các bạn quan sát là mình đang đi lấy tối, phần mảng tối. Cái mình đi nền xong là mình phải đi chia mảng ra, chia mảng tối, mảng sáng ra để chúng ta phân chia được các cái mảng khối ở trong cái hình ảnh quả núi. Bởi vì quả núi nó không phải là như một cái tờ giấy cắt. Trong phối cảnh 3D là chúng ta phải chia mảng khối ra, mảng đậm, nhạt, rồi là khối hình hộp cho cái hình quả núi. Lưu ý là hình ảnh quả núi là nó luôn đậm lên trên các bạn ạ, và nó sáng xuống dưới. Cái điều này nó phù hợp với thực tế. Ví dụ chúng ta quan sát ở ngoài tự nhiên bao giờ thấy chân núi là nó sáng hơn và nó mờ hơn. Như mình có chia sẻ đấy, là theo mình hiểu nôm na là ở dưới nó nhiều khói bụi, mây mù cái kiểu đấy, nó làm lu mờ các cái phần hình ảnh ở dưới chân núi đi. Và nó theo cái quy luật thị giác là ở dưới chân núi chúng ta không nhìn thấy rõ, nhưng mà lên trên ngọn núi là nó tiếp xúc nhiều ánh sáng hơn và nó soi sáng như ta nhìn thấy rõ nét hơn. Vẽ đến đâu thì chúng ta phải đi nền đến đấy. Bất cứ một cái phần nào cũng vậy, vẽ cây hay vẽ nước hay vẽ gì, cái phần nền luôn là cái phần bước đầu tiên. Chúng ta liên tưởng ví dụ cái quả núi này là hình trụ, hoặc là nó hình hộp, hình chữ nhật đứng, hoặc là hình lục lăng đứng gì đấy, để chúng ta tưởng tượng ra các khối lồi lõm của nó để tạo vách cho nó thực tế và nhìn nó có sự chiều sâu, có cái chiều sâu 3D. Chúng ta quan sát thấy là cái phần gần hơn chúng ta sẽ sáng và tối rõ ràng hơn để nó tạo cái hiệu ứng là nó gần mình hơn. Thì cứ cái gì rõ hơn thì nó đập vào mắt mình trước mà, còn cái gì mờ là chúng ta nhìn sẽ nhìn thấy sau. Rồi, chúng ta cứ theo quy luật này ta làm xong được cái phần nền rồi,
tạm dừng đi qua. Được. Quan sát, mình đang diễn tả cái hình ảnh quả núi ở xa. Thì quả núi ở xa thì chúng ta chủ yếu đẩy sâu vào mảng khối là chính các bạn ạ. Chúng ta không chấm nét, chấm lá cây lùm vách rõ nét như ở cái quả núi gần. Ở xa chúng ta chỉ dừng lại ở cái mức là đi mảng khối thôi. Nhìn cái khối, khối là chính. Và để tả được cái mảng khối chúng ta phải hòa sắc, làm sao đậm nhạt tương phản, ngược đi ngược lại để cho nó tách nhau các cái khối. Vậy thì hòa sắc như nào cho nó phù hợp? Chúng ta nhìn cái tổng thể chung, ở đây là cái màu lam rồi, quả núi màu lam rồi. Thì chắc chắn cái độ ấm, độ nóng của nó chỉ dừng lại ở chỗ là một tím nhạt, vàng nhạt và xanh nhạt. Thì chúng ta quan sát đây thấy có 3 màu chính, 3 màu gốc, đó là màu xanh lam, màu đỏ và màu vàng. Thì tuy nhiên chúng ta hòa với cái sắt ở xa là chúng ta đã hòa nhiều với màu trắng rồi. Thì xanh lam ở đây nó không còn là xanh lam gốc mà nó sang cái màu xanh lam xanh nhẹ rồi, xanh nhạt, lam nhạt. Còn màu đỏ ở đây không phải là màu đỏ nữa mà là nó thành màu tím hồng, màu hồng, hồng nhạt rồi. Vàng cũng vậy, xanh non vậy. Chúng ta quan sát cho mình có 3 màu là xanh lam, màu đỏ và màu vàng. Thì khi mà chúng ta hòa sắc giao thoa với nhau, nó sẽ ra hàng nghìn, hàng triệu sắc độ khác nhau. Nhưng chúng ta chỉ nhìn những sắc độ chính, chúng ta thấy là lam, hồng, vàng. Thì xung quanh nó, những chỗ giao thoa đấy là lam đến hồng là có màu tím này. Từ vàng đến hồng là có màu xanh, màu cam này. Và từ xanh đến vàng có màu xanh lá. Đấy. Thì là vách này như vậy, chúng ta sẽ đi hòa một tí cái sắc hồng vào, tạo cái độ sắc ấm cho cái hình ảnh này. Cộng thêm tí vàng để cho nó hòa sắc cam. Đừng quên là ba cái màu gốc lúc nào cũng phải trộn với màu trắng các bạn, để cho nó sáng, xa đẩy xa nó ra đằng sau. Vàng cộng với lam này ra màu xanh non, và vàng cộng với màu hồng ra màu cam nhạt, và màu hồng cộng với màu xanh lam nhạt thành màu tím nhạt. Nếu các bạn quên, các bạn hãy liên tưởng đến cái hình ảnh bảy sắc cầu vồng. Cái hình ảnh bảy sắc cầu vồng nó là một cái mà chúng ta dễ ghi nhớ về màu sắc nhất, là một cái mốc để chúng ta quên cái chúng ta liên tưởng đến bảy sắc cầu vồng luôn. Theo nguyên tắc từ ngoài vào là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Và cái nguyên tắc này không thể làm khác được, mà chúng ta bắt buộc phải theo nó các bạn ạ. Cho nên là làm cái gì chúng ta cũng phải có cái sự logic và nguyên tắc tự nhiên thì nó sẽ chuẩn hơn. Khi mà hòa sắc xong đầy đủ ba sắc màu lam, màu hồng và màu vàng thì chúng ta sẽ đi sử dụng những cái sắc độ sáng để chúng ta lấy khối lại trong cái hình. Khi mà lấy khối chúng ta lại phải liên tưởng đến cái ánh sáng tự nhiên, ánh sáng chiếu từ bên nào đến, giống như bức tranh này là ánh sáng mình đang diễn tả từ bên trái đến, thì là tất cả những cái chi tiết mà nó vấp phải những, chúng ta tưởng tượng nó vấp phải những tia sáng ở bên trái là chúng ta sẽ cho sáng lên. Chỗ nào chúng ta muốn nó lõm vào thì chúng ta để tối lại là nó sẽ lõm vào và nó tạo ra bóng đổ. Tả ít thôi các bạn nhé, núi ở xa tả nhiều quá là nó mất tác dụng núi ở xa đi đó. Mà thành núi gần đấy. Núi xa cứ đẹp mờ ảo sương mù. Vâng, đúng rồi ông ạ. Mù trắng trắng là đẹp. Vâng. Bởi vì nguyên tắc là phải xa mờ mà, gần tỏ xa mờ, nếu mình tả kỹ vào. Vâng, nó mất tác dụng. Vâng, đấy. Nó vừa tạo ra cái độ mù xong nó lại vừa tạo ra cái tiết trời lúc buổi sáng. Nó mang lại cái hiệu ứng của phong cảnh buổi sáng.
và nó mang lại cả cái ý nghĩa về bức tranh, nó không, nó sáng sủa, nó tượng trưng cho cái sự tươi mới. Vâng. Chỗ này không? Ừ. Cháu Hoàng cho nó tưới sắt. Nó sao mà ảo với sương mù trắng thôi. Vâng. Chứ cần thể ấy đâu. Cháu Hoàng cho nó tí cái sương sương của nó. Và tí cái quang phổ của cái khung cảnh buổi xa. Quang phổ. Lại nhắc đến từ quang phổ, không biết anh Nghiệp đã nghe nó giống kiếm hiệp đúng không? Anh nghe từ quang phổ bây giờ chưa? Chưa. Cái quang phổ này chính là cái sự hòa sắc đa sắc, hòa sắc đa sắc từ ba cái màu gốc, nó tương tác với nhau, nó thành một cái quang phổ, và quang phổ này là nó tạo ra nhiều sắc độ, mình thấy nó ảo ảnh về sắc màu. Cho nên là mình vẽ ở gần hay ở xa, lúc nào mình phải có sự hòa sắc thì bức tranh nó có giá trị. Vẫn là mấy cái màu chính thôi. Chỉ có ba cái màu gốc thôi. Cứ làm sao mà cứ quyện đi quyện lại với nhau, tạo ra được cái sự hòa sắc là được. Nếu như chúng ta chỉ đi mỗi trắng với xanh thì là nó đơn giản quá mà nó không thể đẹp được. Nó dừng lại ở cái mức độ là chỉ vẽ cảm tính thôi. Chưa có sự tinh tế trong sắc màu nghệ thuật. Thiếu tí ánh vàng, ánh xanh. Olympic à, Nhật Bản rồi. Vâng, vàng hồng. Có mạnh đấy, mạnh rồi đấy. Đỏ, vàng, cam, cam tí. Đỏ, cam, vàng. Đỏ cam. Đỏ giao thoa vàng thành cam mà. Đúng rồi, thì đỏ mới đến cam đúng không? Đỏ mới đến cam, mới đến vàng. Đỏ, cam, vàng. Vâng. Đỏ, cam, vàng, lục. Lục là xanh lục. Tức là anh mình phải liên tưởng là ba cái màu này nó phải ở giữa, cách nhau với hai cái màu pha trộn kia. Vàng. Vàng với cam thì xanh lục đúng không? Vàng với lam. Đỏ, cam, vàng, lục, lam. Đi đẩy sâu các bạn. Cái bước này là cái bước quan trọng nhất ở trong một bức tranh, thì nó đòi hỏi về chúng ta phải phát huy tối đa cái sự tưởng tượng của mình để chúng ta bố trí sắp xếp cây và màu sắc cũng như là cách chấm đường nét để tạo ra không gian trên mặt phẳng. Thì cái bước mình đang làm mà các bạn đang xem đây chính là cái bước mình đi tỉa cây. Tỉa cây thì chúng ta sẽ tỉa những thân cây trắng vào chỗ nền tối.
còn nền sáng chúng ta sẽ tỉa thân cây màu đen hoặc là màu đậm để cho nó tách biệt màu sắc và nó tương phản, nó tôn nhau lên, nó nổi bật cái nội dung mà chúng ta đang muốn diễn tả, nổi bật cây. Nền trắng là nền đen là mình đi thân tả thân trắng, mà chính xác hơn đó là nền tối chúng ta tả thân sáng, và nền sáng tả thân tối. Chúng ta cứ xác định cái vị trí lùm cây này, phần tối này chúng ta tỉa thân cây vào. Sau đó sau cái bước tỉa thân cây là chúng ta sẽ tỉa chấm lá. Chưa, bức này to nên làm lâu lắm chị ạ. Khá là công phu đấy. Làm này à? Hay đi tiêm cho nên là đi làm không cũng nghỉ được chiều. Tiêm đó. Tiêm vaccine hả chị? Tiêm vaccine mũi 2. À, mũi 2. Thế hôm đấy hôm nay tiêm mũi 2 à? Giờ mình có thuốc ấy, tại vì nhường cho tôi trong cái chiếc trước ấy. Hãy
Tạm dừng đến được không? Sau cái bước mà chúng ta vừa tỉa cây đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục đẩy thêm một lớp lá trung gian lên nữa các bạn ạ. Vừa trung gian vừa tăng cái độ sáng lên để tạo thành một cái hình thể của các cái lùm cây cho nó rõ ràng hơn, thì nó có không gian hơn. Quay cái nhá. Chúng ta lưu ý là tập trung vào những cái điểm nhấn trước, còn những chỗ phụ chúng ta để ý sau. Những cái điểm nhấn là những cái điểm chính mà chúng ta cần miêu tả trước, còn những chỗ phụ chúng ta sẽ nghiên cứu và xem lại xem đặt như nào cho phù hợp sau. Cây này là mình tả ở gần, làm cho nó già lên một tí, lâu năm, tả lâu năm lên, lâu năm, nhiều tuổi lên, cây này phải lâu năm. Đây là anh Quang, mưa mình lắm, rất xinh trai không? Mày xinh gái. Đấy, mình chấm làm sao mà không mất cái khoảng tối, vẫn nhìn thấy cái tán chính này, nhưng mà trong tán chính lại nhìn thấy nhiều những cái tán bé bé nữa. Đấy là tạo phúc. Chấm cái cây để tưởng tượng nó là một cái hình nấm hoặc là một hình cái ô, để chúng ta tưởng tượng được chỗ nào là nó gần mình, chỗ nào là nó quay sang bên đằng sau đấy, hút vào đằng sau để chấm cho nó đặt nét, đặt màu cho nó nổi bật hơn. Ví dụ như chỗ mình đang chấm này, có cả lá non lá già, cái lá non nhiều quá nó vâng bị dậm màu, vâng, tức là có đậm có nhạt, có sáng có tối đấy. Tối thì mình ngả tí cái sắc xanh lam để cho nó thể hiện cái ánh sáng, nhưng mà sáng ở trong phần tối. Thank you.
người trồng ngô biết nó mọc không? Thế à? Vùng đất này là vùng đất đang sống đấy, đang sống đấy. Vâng, bằng độ nó thôi. Cái này có lẽ để tí làm cái tí phớt phớt hồng ở đây chân trời. Vâng, anh ấy chấm cái ngọn núi thôi mà. Để đấy để tí cháu làm đấy. Phớt phớt hồng chân trời. Chấm hồng. À, tức là tượng trưng cho ánh dương đấy ông nhỉ? Ừ. Vâng, đúng rồi đấy, nhìn nó thiếu ánh sáng, thiếu sự ấm áp của bức tranh. Thank you.
cháu đi chơi được. Thôi thì bây giờ biết làm thế nào. Nó bảo ăn các người đi, cứ đi. Đúng rồi. Thank you.